Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi game tên là The Beast Monogero. Mình đã học tiếng Anh hơn 10 năm nay và mình không thể nào mà dịch được cái chữ này, kể cả chị Google không dịch được cái thứ này đâu. Mình thề với các bạn luôn, các bạn có thể lên nó và dịch thử. Và các bạn biết nhớ cái con game mình đã từng chơi có tên là The Man from the Window không? Cái game này, người làm game. Cái con game này trước cái con game The Man from the Window, người đàn ông bên cửa sổ trước luôn. Cái game này game đầu tiên của nhà game đó, đây nè, tên của ông dưới đây nè. Thấy cái mặt cười dưới đây. Ông ghê vẽ game mặt cười ở đây nhìn cũng đẹp. Ok, new game, yeah. Coi game này có gì hay không? Bởi vì chung... Oh my god, ông này thích siêu... cái dạng siêu to khổng lồ à. Oh my god, cái khỉ gì cũng to vậy. Trừ cái mặt thì nhỏ xíu. Cái gì? Sandra. Gì Sandra? Sao? Mẹ nói rằng mẹ không thể ăn tối được chứ đến khi chị về, dì về cùng với cái con gà tây. Mẹ con muốn bắt dì phải chạy về cho thật nhanh. À mẹ con... À rồi. Giờ có biết bây giờ là mấy giờ là không mà tôi phải chạy về để nấu cái thứ này hả? Bây giờ còn sớm mà. Cho nên tôi không muốn nghe điều đó. Ok, bà chị Sandra này ghê vậy. Sợ vãi. Lần sau cô ta mà gọi cho lần nữa thì tự đi mà lấy. Hay. Thằng nhỏ câm nín luôn. Bây giờ cô ấy chỉ muốn tôi nói, chỉ muốn con nói rằng đừng có mà camera nữa, lo mà lại đi. Ê hey, này. Thế thì nói với bà ta là dì sẽ nhét cái con gà vô lỗ đít của bà. Fuck, tông phải cái gì rồi. Shit. Bà tông vô chung cái gì rồi. Dì ổn chứ? Không ổn chút nào cả nhóc à. Có cái thứ gì đó đã, ta là chủ của chúng cái xe hả? Cái thứ đó vừa chạy sang qua và chết luôn. Xin chào dì Sandra. Dì còn ở đó không? Chú mày không nghe dì nói gì à? Dì cần một cái cứu hộ ngay. Click rồi tắt máy luôn. Mẹ vãi thật. Ok coi nè. Hello. Ủa mình nhìn ở xung quanh à. Ok bây giờ là 9 giờ khoảng 38 phút. Mình không nên ở đây, mình nên kiếm ai đó và giờ cần giúp đỡ, cần phải đi một con đường này đi về. Đi bộ hả? Có cái ánh đèn phía trước nhưng mình đến lúc phải đi cho đoạn đường dài. Tốt nhất là cứ nên ở đây cho đến khi tới sáng mai. Ok bây giờ ở đây tới sáng mai hả? Ok ở trong đây với một khu rừng tới sáng mai. Wow, bây giờ 9:42 tối à. Yo. Oh my god, trời ơi, da gà mình nó nổi. Hi. What the fuck, thằng nào đây? Mình thấy cái gì đằng kia. Cái gì đấy? Hello Nai, mày có thấy cái gì bằng kia không? Cái con Nai đó nhìn như bị ma ám vậy các bạn à. Im vãi luôn. Mình vừa thấy cái gì đó chạy vòng qua đây nè. Đây để thêm một con Nai nữa. Cái gì á? Mình phải send in stay in up all night. À mình đoán là mình phải thức nguyên đêm rồi. Nhưng mà mình phải ngủ đi, cần chút để qua nhà. Bye. Bây giờ 1 giờ sáng. Cái đéo gì thế? Thích điều này, cái tiếng nói này. Không thích một tiếng này chút nào cả. Okay. My god. Mình giật mình, bà bự quá. Oh my god, bà cần cái gì mà. Bà cái gì đó ở ngoài kia thì tốt nhất là chúng nó tự nên ở trong rừng, còn không là tụi nó sẽ biết tay mình. Bye. Oh my god, bả có khẩu súng gần kìa. Ok có khẩu súng thì mình đỡ sợ rồi. Ok bả là mình giật mình. Mà nếu như nó không chịu ở yên một chỗ thì mình đã sẵn sàng cho nó rồi. Ok sẵn sàng kẹo đồng cho nó luôn. Tuyệt vời quá trời, đúng bà chị. Gọi là bởi gì ta, bà chị gọi là cái gì nhờ, bà chị cái gì ta, gọi là cái gì á, mình quên rồi.
gọi là bà dì của năm, bà dì, người đàn bà mạnh mẽ, không phải là bánh bèo được. Mình thích bà này rồi đó, chắc bà này sẽ sớm qua ấy, có tính. Ô, ok, đó là con nai, ok, đó là con nai thôi, nó chỉ là một con nai thôi, nhưng mà nó mà đến gần đây là cho nó một viên nhổ sọ liền ha. Mình có khoảng chừng nó viên đạn à. Yo, mày đừng có hụt. Má, mình nổi da gà mà. Sao trong rừng này nhiều nai thế nhỉ? Bắn mẹ vài con đem về được không? Nhưng mình phải đi quay xung quanh vậy, chứ mình đâu biết gì đâu. Còn không biết mình đang đấu tranh với cái gì nữa các bạn à. Ồ, mình có cái nắp carbon nữa hả? Cái gì nhìn giống máu vậy? À, chắc là tông trúng cái gì là máu nó đập lên đây thì... Đồ má, con nai nhìn như bị ma ám vậy, sợ phải chữ. Sao vẫn chưa có gì vậy, gần 3 giờ sáng rồi. Ồ, có tiếng chân. Hú. Hú bà chú. Mày là nào? Cút. Thế, vậy đó là cái thứ mình cần lo ấy hề. Ôi trời ơi, da gà mình nó nổi. 3 giờ sáng rồi, da gà ơi, xuống em ơi. Má ơi, da chân mình cũng lên luôn. Ok, game này có súng là mình thấy đỡ sợ nhiều đấy. Nhưng mà mấy con nai kia mẹ nhìn ghê vãi trưởng. Nói kìa, con nai này đi như thế không? Mẹ nghe tiếng súng chạy mất dép chứ. Cái đất nào con nai này nghe tiếng súng mà nó vẫn đến gần nè. Ok, cố gắng nào. Wow. Rồi, mình nói chuyện chút cho đỡ buồn hơn. Nếu các bạn ở trong tình trạng này các bạn sẽ làm gì? Có rúng lại như một đứa bánh bèo, hay là cầm khẩu súng lên, hay cầm một cái thứ gì đó lên tấn công nó. Còn mình, nếu là mình sẽ hành động như bà này nếu mình có một khẩu súng nha. Yeah. Nếu mà trường hợp không có thì mình nên cũng đúng vào trong đây và cố gắng tỏ ra không sợ khi mà có con gì đó đến gần. Mình sẽ... Nó sợ thôi. Mấy nó chưa gặp con người bao giờ ấy. Vậy cho nên là mấy con đó nó sẽ rất là bất ngờ. Còn nếu mà trường hợp nó lao vô tấn công mình thì đừng ngại mà tấn công lại, đè nó ra cắn nó luôn. Nó mà bị dại mình cũng dại theo nó, cắn nó luôn. Yeah, hello cưng, bye bye cưng. Mấy con nai cute thiệt chứ nhỉ. Ủa rồi, nó chỉ tấn công một lần ha. Trời ạ, mình đang buồn ngủ lắm rồi ấy. Để giờ làm sao? Nhưng mà nếu như mình có thể... Nhưng mà nếu như mình ngủ thì thứ đó sẽ giết được mình. Vài tiếng nữa sẽ không ổn đâu. Ok, có nghĩa là càng ngày càng... Khi mà cảm thấy buồn ngủ hãy nhấn space để tỉnh dậy. Ok. Không, bây giờ là từ bây giờ trở đi nó sẽ rất là khó khăn. Khi mà mình vào trạng thái buồn ngủ mình phải nhấn spot để tỉnh lại. Ok. Khá là thực tế ngoài đời. Không được ngủ. No, chú không được ngủ. Mà sao cái con khỉ đó nó biết mở cái nắp sau xe sau nhỉ? Ảo vậy. Mẹ ảo phải. Chân lại. Nghe thấy có tiếng chân lại nhá. Đâu. Chú đâu? Gì vậy? À, nó còn nai khác, ok. Mình có lên coi ở trên này không nhờ, mình không biết nữa. Chú, đâu rồi? Oh my god, cút, mẹ, đúng lúc mình ngủ đi chứ. Quay ở đây à? Hello cưng. Nghĩ sao vậy cưng? Anh chờ nòng súng sẵn rồi. buồn ngủ mình phải bấm thật nhanh. Thanh niên buồn ngủ nè, thở tí là buồn ngủ. Đừng có ngủ nha. Ok, nó chạy luôn rồi. Má, mình tưởng đến đây nha, nó chạy. Rồi, mày đâu? Ô, hello cưng, sư cưng rồi, đến đây đi cưng ơi. Chị còn có 5 viên thôi, không muốn nhét cho viên một cái nào đâu. Chắc tầm 6 giờ sáng này, 6 giờ sáng là ok rồi thì... Xin lỗi các bạn nha, mình hơi bị đau.
Nếu các bạn chơi game này các bạn sẽ cảm giác có một cái cảm giác là lo lắng đó các bạn. Ơ mình có cái gương chiếu hậu nè. Á, cái này giờ mới để ý. Ok, 7 giờ sáng rồi. Mình nghỉ sáng rồi, đến lúc mình phải đi rồi. Chạy thôi. Ok, bà ra khỏi xe bà chạy luôn, dữ. What? Ê! What the fuck man? Chị chạy rồi. Oh, được quá. What the fuck? Room room. Cái tiếng động cơ nó dễ hơn tiếng động cơ. What the fuck? Ôi. Cái đéo gì vậy? Cái đéo gì xảy ra vậy? Cái gì vậy? Mình cần một cao nhân. Mình cần một cao nhân hiểu biết sâu rộng IQ 350. Giải thích chuyện gì vừa xảy ra ở đoạn cuối game. Rõ ràng là theo như bà này nói là cái con xe của bà đã bị hư rồi, cho nên cần phải đi bộ. Khi mà trời sáng là bà phải đi bộ đến chỗ đó chứ xe hư rồi. Vậy mà cái con khỉ này nó lên xe, nó chỉ cần giả vờ nói tiếng là brung brung, nghĩa là oh my god. Ok, một con game khá là hài hước. Nhưng mà đồng thời nó làm cho các bạn lo lắng á. Cái con game này nó làm cho bạn khi mà chơi giữ cái con game, nó làm cho bạn lo lắng. Bởi vì bạn chỉ có một lượng đạn ít ỏi. Nếu mà nó trường hợp nó tấn công thường xuyên á, đến mức mà hết đạn luôn, là lúc đó bạn không có gì để phản kháng cả. Cho nên có thể là phần này mình gặp hên. Và nó ngắn vậy thôi. Game này ngắn vậy lắm á. Rồi, cảm ơn các bạn. Oh fuck. Ok, mình quên mất, mình chưa nói các bạn điều này là mình chưa thử những cái chết khác của mình, như là mình để cho nó tấn công mình. Với lại mình nếu như mình ngủ thì chuyện gì sẽ xảy ra, mình chưa thử cái điều đó, cho nên bây giờ mình phải quay lại video. Video chưa xong nữa hết, các bạn đợi tí nha, nên mình sẽ cho các bạn coi những cái ending khác của con game này là: một là mình để nó bắt mình, hai là mình ngủ gục. Đấy, hai cái đó thôi. Ok, các bạn xem nha. Ok, giờ nó đang ở đây nè. Mình để nó bắt mình thử xem sao. Nó có mở cửa không? Mở cửa không cưng. Hai, bàn tay đẹp nha. Oh yeah 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 yeah. Oh. Ok, vậy là nó thịt mình luôn. Ok, đó là một cái ending. Rồi, giờ ending nếu mình ngủ gục thì sao nha? Để coi xem sao nha. Ok, bắt đầu bà này bắt đầu buồn ngủ rồi. À, tới 4 giờ sáng bà mới bắt đầu buồn ngủ. Hình như mình nghĩ là con quái vật nó bị bung ở chỗ nào rồi đó. Nãy giờ mình có nghe tiếng chân mà không thấy nó đến. Rồi bây giờ để thôi, thử ngủ gật thế nào. Yeah, nếu các bạn thấy xác gì, các bạn tính hỏi xác gì đây, thì mình sẽ nói là đó là xác con quái vật song sinh, anh em song sinh của nó, chứ không phải con nai đâu, nên các bạn đừng... Oh, but I fed you. Oh, lạ ghê, tự nhiên lại có thêm một cái xác kìa các bạn à. Mình không hiểu tại sao tự nhiên lại có thêm một cái xác ở đây nữa. Rõ ràng mình không hề bắn nha. Mình không biết gì hết á. Mình nghĩ là tiếng chân ở trong game này nó bị bùng rồi, nó đang lặp đi lặp lại liên tục nghe. Hello. Mình còn đúng một viên là chết mẹ rồi. Sao chưa buồn ngủ? Mẹ đáng lẽ giờ bà phải buồn ngủ rồi chứ. Giờ bà còn chưa buồn ngủ nữa, đùa nhau à. Còn đúng một viên nữa đó. Nhỏ vậy cứ. Sao đến buồn ngủ đi, ba kêu ba buồn ngủ mà. Ba này bà thức một tiếng trời và bà không hề buồn ngủ luôn. Mình chuẩn bị phá đảo game lần nữa rồi các bạn à. Lại đến buồn ngủ. Lại đến chiều ngủ đi. Ngủ. Má giờ năn nỉ ngủ luôn, bà đến ngủ bà. Ngủ đi ba ơi. Ngủ đi gì ơi. Gì Sandra ơi, ngủ đi, ngủ. Con nói ngủ. Ngủ đi cho con kết thúc cái video cái con bất lực lắm rồi. Con chơi game này 2 lần rồi con bất lực lắm rồi. Ngủ đi hộ con đi mà. Ngủ đi mà. Năn nỉ luôn gì ơi, gì thức nãy giờ. Rồi, gì ngủ đi gì. Con cảm ơn gì luôn. À, nãy giờ gì mới chịu ngủ. À mình có thể vậy là rồi có nghĩa là bà chỉ có ngủ thôi chứ. Ô hai rồi xong vậy thôi, hết rồi.
Phước Béo kia nói tiếp đi ha. Rồi mình từ đây là xong. Xin được Phước Béo. Đây là The Big Mono Zero. Nếu các bạn muốn chơi game này, mình sẽ để đường link ở dưới và các bạn có thể tải về mình chơi thử cho chính bản thân mình. Đối với mình là game này nó làm mình nổi da gà và cái ruột mình cảm thấy lo lắng đợi tới ngày hôm sau á. Như là cái gọi là mong đợi ngày sáng mau mau lên để ấy. Béo out, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye. Chào chào.